và mỏng, nhỏ xinh để bày. Mờ lại giá vừa tiền thì con lọc này nó đạt tiêu chí như vậy. Con lọc này nó rất mỏng, nó chỉ như một cái đầu đĩa DVD thôi. Có mã là GR3.3, tôi đã bán 3.5, 3.7. Nếu nói về chất âm, con này nó không hề kém gì con 3.5, 3.7 nha. Không hề kém, nó ngang nhau hết. Nhưng nó về thiết kế thì nó không bằng, nó không dày bằng con 3.5, nó không đẹp bằng con 3.7, thì nó có giá rẻ hơn. Và mẫu lọc này cửa hàng tôi bán với giá 3,3 triệu đồng, bằng với cái số nó luôn đi. Nhưng về chất âm, tôi đảm bảo các bác hay như những mẫu lọc tôi vừa nói qua. Tôi dám khẳng định điều đó luôn. Lọc có hai đường vào âm thanh là đường live và đường tiếp. Và đây là lúc có lọc và không có lọc. Với những mẫu lọc có đèn trên cần gạt thì cái điều nhận biết đó là khi có lọc thì đèn sẽ sáng, nếu mà nó làm đèn ở trên đầu cần. Lọc này có 4 cần gạt, à 7 cần gạt cho một vế loa. Và hình thức của nó như thế này là rất đẹp rồi nha. Đặc trưng của những cái dòng Pioneer Band 3 này này, thường những cái chỗ này nó hay bị mở. Và tất cả nó đều như vậy. Các bác không thể tìm được những con đẹp hơn. Như thế này là đẹp rồi. Góc cạnh không hề sứt mẻ, xuất sát thì một tí ti là phải có, hàng bãi nó là như vậy. 7+7, một vế. Chất âm rất hay luôn, khẳng định điều đó luôn. Bề ngang là 42cm, các bác có thể đặt vào cái âm ly 44 đều được nha. 43, 44. Như con âm ly phía dưới là nó tầm 43. Thì khi đặt vào thì mỗi bên nó sẽ mất tầm nửa phân, nửa cm. Đó. Tôi sẽ quay mặt sau, các bác cùng xem. Lọc này nó cũng là lọc to, bề ngang, nên là nó vẫn làm đa cầu điện như lọc 3.5 và 3.7. Và tôi đang chạy điện của em nó là điện 220. Đây là thông tin của lọc. Đó. Những cái bọn lọc của Pioneer này thì nó toàn dán giấy thôi, nhưng nó không in như bên này đâu. Đấy. Bên này là in này, nhưng bên này là dán. Đặc trưng của nó là như vậy. Và cái mặt sau này nó hay bị mốc rồi, nhưng con này không bị mốc. Đường vào âm thanh, đường live, đường xuất xuống âm ly và đường vào tiếp bên này. Tôi sẽ chỉnh để tôi nói tại, để chứng minh cái điều là tôi nói tại sao nó hay. Nó hay. Mời các bác cùng nghe. Nó hay là chỉnh đến đâu, nó rõ đến đấy thì gọi là nó hay. Cho tép lên này. Mềm chưa các bác? Đời lên này. Phát lên này. Bỏ lọc. Tôi dám khẳng định các bác, tôi cho tiền bảo nó không hay, nó cũng vẫn hay. Tôi dám khẳng định một điều đó các bác nha. Chứ không phải là sản phẩm nào tôi cũng cứ quảng cáo nó hay đâu. Bởi vì thật sự là nó rất hay luôn. Nó rất hay nhưng mà thiết kế của nó là mỏng, nên là nó có cái giá như vậy. Nếu mà so sánh lọc 3.5 nó không hề kém một tí nào, hoặc có khi nó còn nhỉnh cả hơn về chất âm. Bát các bác nghe, nếu các bác nghe cái đoạn vừa nãy, các bác nghe qua bộ dàn hoặc nghe qua tai nghe thì sẽ biết nó căng như thế nào. Nghe thoáng xa tiếng hòa dòng thơ, dài thôi như hát đưa duyên ngày mùa, hát lối chính đã đưa ta ngàn xưa. Cô nước đồng lời ơi, cô nước lớn, anh với em ở cùng một thôi. Thời gian đã bước chân quên đường. 3,3 triệu đồng, tôi bao phê cho các bác luôn. Đẹp thì tôi không thấy nó quá đẹp, nó chỉ ở mức bình thường thì thiết kế. Xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin địa chỉ của hàng tôi rất rõ các bác nha. Các bác có thể đến tận nơi mua hoặc đặt cọc tiền sẽ gửi hàng đi. Đó. Nó đang có quạt nên nó thổi bay. Các bác có thể đến tận nơi mua hoặc đặt cọc tiền tôi sẽ gửi hàng đi. 7 cần gạt 1 vế loa, 2 đường vào âm thanh.